Nếu mà nó được nói như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Điều đó sẽ là tốt hay là đen đủi đây? Kể khi mà mình tớ hỏi cậu như thế này thì cậu sẽ không đưa tớ một câu trả lời. Thì tớ quyết định đợi cho đến khi tớ tìm ra được đáp án. Chào hai em. Bonjour. Đây là... Ê, cậu cũng đã tỉnh rồi. Sinh! Sinh! Đầu tiên là tôi phải nói là con bé xinh với trưởng. Nhưng mà những đứa tóc hồng là tôi không tin được. Nhưng nó xinh. Xin chào, mình là Lilin. Và cái gã u ám ở bên phía đó là Ian. Thế con trai con gái? Nhưng mình chỉ biết là con Lilin là xinh vãi. Tên mình là Delia. Delia. Đó là một cái tên tốt đấy, tên đẹp. Chúng ta là những người bị mắc kẹt ở trong căn biệt thự này giống như cậu. Tôi đưa cậu đến đây ở chỗ mà trời mưa khi cậu đang dầm mình trong mưa. Đó là lý do tại sao mình ở đây. Cảm ơn cậu. Nhìn cậu không ngạc nhiên cho lắm nhỉ? Xin lỗi nhưng mình cảm thấy khá là mệt. Vậy thì anh nghỉ một lúc đi. Hey you finally awake. Cái gì nhỉ? Skyrim 5. Vậy thì anh nghỉ một lúc đi. Nhưng mà tại sao cậu lại đến đây? Nó đột nhiên mơ một lần nữa và tớ không thể tìm thấy bạn cùng lớp người của mình. Nó thật là buồn. Sao mày lại cười như lúc nó rất buồn nhỉ? Chúng tớ tưởng là chúng tớ có đủ lòng dũng cảm để khám phá căn biệt thự này, nhưng mà chúng tớ không thể rời khỏi đây. Nó thật là ngu ngốc phải không? Không biết cách để rời khỏi nơi này ư? Bọn tớ đã trốn nên mà bọn tớ biết được có đường ra rồi. Tớ hiểu. Tan gái. Cậu có thể đi bộ không? Có thể đi bộ bây giờ không? Hồi phục thật là nhanh chóng nhỉ. Tớ có sô cô la ăn không? Cảm ơn nhưng mà mình đang không cảm thấy ăn. Nhưng nó xinh. Dễ xinh không? Waifu đấy. Cậu nhìn không ổn cho lắm. Cậu khỏe ổn. Cậu sao không? Hãy bỏ qua cậu ấy đi. Cậu ấy không nói chuyện với người lạ đâu, phải không? Mình không biết tên nó luôn. Chúng ta có một cái xếp ở đây. Mình không biết phòng này là phòng nào. Một cái đàn piano. À, đàn organ chứ không phải đàn piano. Thế một vài cuốn giấy bị xé, không phải như một cái nhật ký đọc tháng ngày năm. Mình không nghĩ những thứ trở thành như thế này. Không, nó chỉ là một cái cớ thôi. Mình thông thường thì tất cả những vấn đề và nguy hiểm đều nên được loại bỏ ngay từ sớm nhất có thể. Cái lòng bất cẩn của mình đã dẫn tới một cái kết quả không thể sửa chữa được. Tất cả mọi thứ đã bị phá hủy. Đã được một cái thuốc hồi máu cao cấp. Thuốc hồi máu cao cấp à? Hồi mà toàn bộ máu. Từ sao mình mất 10 máu rồi? Mất 10 máu lúc nào thế? Hình như là lúc cái giáp kia đánh mình vào tường. Ok, đi theo em không chị ơi? Không à? Đi ra ngoài. Mìa phòng này à? Ok. Đi xuống đây. Quên mất. Có gì thay đổi không? Vào đây đúng không? Không cần phải đi vào đấy. Mày cũng biết là bây giờ không cần phải đi vào đấy ạ. Ngươi không thể trốn thoát đâu. Bây giờ mày đi dọa tao gì? Mày làm tao sợ ấy. Chống đối là hoàn toàn vô dụng. Mày cứ dọa tao đi. Thật nhá, tao gặp cái tay có 10 lần mày rồi. Hãy trở thành nguyên liệu của ta mà đừng mà không phản kháng. Thay đổi đây không? Ok, phòng này là phòng sáng nhất. Mình thích những phòng sáng như này. Lẽ ra cả cái game này nó nên sáng như thế này. Nó không nên trở nên u ám như thế này chứ. Đây rồi. Không cần phải vào được trong đấy. Không cần phải vào đây. Ra ngoài ban công đúng không? Đợi một chút. Sao con bé lại đến đây rồi? What? Cái này nhìn vẻ khá là thú vị đây. Tớ thì đi với cậu không? Cậu nghĩ sao? Ủa, lựa chọn này có ảnh hưởng không? Thật ư? Tất nhiên là thật rồi. Cậu cảm thấy thoải mái chưa? Nếu mà tớ tìm thấy lối thoát cùng với cả cậu thì
Nó sẽ không phải là một thứ quá tệ với tớ. Vậy thì đi thôi. Tớ có chìa khóa của cái cầu thang, cậu muốn đi chứ, phòng cầu thang đi chứ. Được, cái chìa khóa phòng cầu thang, ok. Tại sao con bé này nó lại có, tại sao lại cười mình? Sao mọi thứ thật là hỏi chấm đấy. Không. Có những cái chậu hoa ở đây. Không chả có gì cả. Tôi tưởng sẽ có đường bí mật gì đó nhưng mà không. Được rồi, sử dụng phòng cầu thang. Những cái vật thể không ý thức được ở đây sẽ không thay đổi ngày hôm đó, không bao giờ tăng hay là giảm. Nếu mà bị phá hủy thì sau khoảng thời gian thì mọi thứ sẽ trở lại bằng cách trở lại như nguyên bản. Ok. Ở đây là phòng không thể thay đổi à? Là sao? Gì kìa? À, con chuột. Nhưng con chuột đáng sợ đấy. Nó ở đâu? À, thử lỗi. Cho tôi. Có thấy ba cái vàng của mình, ba cái đồng vàng của mình không? Không. Hấp. Vậy thì cậu ở đây rồi, làm hãy giúp tôi tìm những cái đó nó, những đồng vàng để có thể để được chìa khóa vào phòng đọc. Hả? Tôi chuyện tiếp. Okay. Một cái cửa bị khóa, ui. Nó bị bao phủ bởi rỉ sắt màu đỏ. Hả? Sân trước. Tại có sân trước ở phía này. Cái sếp ở đây sắp chết rồi. Cửa kính. Kính. Và phủ mảnh trắng. Nó chặn đường của chúng ta rồi. Hải đàn nó ra bên phía bên nhé, được không? Thế sao em nhìn xinh vào lực thế? Này đi đã. Nó sẽ ổn thôi. Đạp. À, tại sao nó lại quay trở lại bình thường rồi? Nó không hoạt động nhỉ? À. Sức mạnh bình thường sẽ không hoạt động ở đây. Khóa. Phòng đọc. Không, từ từ đã. Gì đây? Ui, gì kia? Thế à, đó là người, có người hầu chứ. Nó đã bị, nó đang biến mất, nó mất tích rồi. Mình không thể tìm nó ở đâu cả. Để nói cho tôi thì cô đã mất thứ gì là quan trọng ư? Nhưng một linh hồn mất thứ gì là quan trọng sẽ gây ảnh hưởng đúng không nhỉ? Mình phải tìm ra cho nó. Đó là một người, đó là người bạn quan trọng nhất của tôi. Mình cũng nghe vẻ nghiêm trọng đây. Chúng tôi thể giúp gì? Ô, mình có thể chọn bỏ qua cô ấy à? Rồi. Có cô ấy ảnh hưởng gì không? Mình cứ giúp nó trước nhỉ. Nào, game mới nhiều kết thúc mà. Mình sẽ tìm lại sau. Cô nói có thể hỗ trợ giúp ư? Để cô giúp tôi chứ. Nhưng mà chúng tôi có thể tìm nó ở đâu? Có thể ở phía chân trước. Tôi đến đó vài lần. Dù sao cho nên tôi không tìm thứ gì cả. Về tôi phụ thuộc vào các người đấy. Bóp. Ui, cái gì ấy? À, cái gì? Nổi rồi, suýt nữa thì mình đã suýt nữa rơi xuống. He giật mình không? Đây không phải ra những trò đùa đâu. Đừng có nghĩ ngâm trong quả thế. Mày cứ đẩy nó xuống đây, lát nữa cái gì đó nó tóm chân chúng mày, nó vứt xuống đây thì đấy lại khóc. Gương. Không phải tối bên trong bọn đi vào không có. Ok, không, mình không hề muốn đi vào. Rồi, ta có một cái sếp mà chúng ta 16, sếp 16 là cái sếp mà chúng ta sẽ liên quan đến người hầu, từ chối hay là lựa chọn. Cái cửa đã mở. Không đọc. Cảm ơn, hãy im lặng. Một cuốn sách không xác định được. Một cuốn sách dày, có vẻ như là dùng để đăng ký. Có những tên của những con người trên viết trên đấy. Không có chỗ trống để đăng ký nữa. Những cái luật lệ bình thường cơ bản của phòng đọc. Hãy xem nào. Phòng đọc, nào luật lệ cơ bản. Hãy im lặng khi ở trong phòng đọc. Đó là mang nước và đồ ăn tới đây là bị cấm. Hãy trả lại những cuốn sách trước khi mà cô hơi rời khỏi. Nếu mà muốn mượn sách thì hãy đăng ký ở phía ghế bàn trước. 5. Những cái từ tiếp theo đã bị xé mất đi. Vậy, tức là có một luật lệ thứ 5 mình không biết. Màu đỏ. Một cái cuốn sách màu đỏ. Một thứ gì đó màu đỏ của cuốn sách. Em mang nó đến đây. Okay. Rất nhiều cuốn sách được đặt ở đây. Có một cuốn sách với cả cái màu đỏ bao quanh. Với cuốn sách từ ngoài tủ chứ. Được. Cuốn sách trở nên một cái chất lỏng màu đỏ. Nó đang lan đến da của mình. What? Mất máu này. What?
mất máu kìa. Cuốn sách ở đây có vẻ như là một cuốn sách về linh hồn và nó là linh hồn và sinh, mình không biết là dịch nào nhỉ. Soul là linh hồn, như spirit nó cũng là linh hồn đúng không nhỉ, linh thể, biết dịch được. Con người nghĩ về những thứ mất đi có thể có sức mạnh nhiều hơn mà họ tưởng tượng, bởi vì những cái linh hồn quỷ dữ sẽ có sức mạnh của sự phẫn nộ, và trong một trường hợp thì chúng nó thể trở thành thật và tương tác với cả con người còn sống. Nên là lý do những cái linh hồn bình thường sẽ không thể gây hại tới mọi người, nhưng mà những linh hồn quỷ có thể lấy đi sinh mạng con người. Những cái linh hồn bình thường với cả một sức, với cả một động lực to lớn có thể trở thành thật với cả cái độ gây hại thấp hơn. Một cuốn sách với cả một cái cover, một cái bìa màu đỏ này nó chỉ có. Oh, nhận được cuốn sách màu đỏ. Nice. Cuốn sách ở đây, cuốn sách ở đầu đỏ. Không, oh, mình nhận được cuốn sách màu đỏ rồi mà. Cái gì đây? Một cuốn sách tranh cũ. Em. Chương 3. Oh, chương 3 này. Hình như là chương 1, chương 2, chương 3 liên quan đến bà vợ thôi thì phải. À, anh ấy có trở lại rồi, nhưng mà anh ấy không thể quay trở lại một mình. Cô ấy cảm thấy rất là hỗn loạn về người đàn bà bên cạnh anh ấy, nhưng mà cô ấy không có một lớp đáp án nào cả. Anh ấy nhìn vào cô ấy như một người lạ vậy, còn ấy không nói một từ nào về cô ấy cả. Thay vào đó, ông ấy nghe lời người phụ nữ mà không có một câu hỏi nào cả, giống như là một cỗ máy không có sinh mạng vậy. Người phụ nữ bắt đầu sống ở trong cái căn biệt thự này. Sự chống kháng cự của cô ấy không có tác dụng gì cả, kể cả người hầu cũng không giúp đỡ cô đấy, bởi vì cô ấy đã thay đổi. Cô ấy đã hoàn toàn không có sự trợ giúp và chìm sâu hơn vào sự tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, tất cả mọi thứ đều thành vật trước mắt. Cô ấy muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Ok, có vẻ như một cuốn sách về linh hồn và linh hồn. Để có thể giải thoát được cái linh hồn ác quỷ và có thể sử dụng một cái gì đó đặc biệt. Nếu mà linh hồn quỷ dữ bị mắc bẫy thì nó sẽ không thể rời khỏi, nhưng mà sự phẫn nộ của chúng vẫn có thể ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. Hơn nữa thì dù chủ cố ý hay không cố ý thì linh hồn sẽ hấp thụ sinh mệnh của con người và hủy diệt chúng. Kể cả một con người đang sống cũng có thể thành một linh hồn. Đây, kể cả ông kém thấp sao thì cũng không thể đến gần với cả những cái linh hồn được. Đã rõ, nhưng mà con kia là một linh hồn đúng không? Để cuốn sách vào đây. Đây được đặt lên bàn. Ok, nhận được một cái chìa khóa. Oh, nhận được cái đồng tiền vàng. Nice. Đừng có đuổi mình. Đừng đuổi mình. Từ từ. Cái cửa kia luôn luôn mở à? Hay là mình ngáo? Thì chúng chưa có ba cái mình ngáo đúng không? Cái này mở không? Cái cửa vừa bị khóa phải không? Đúng rồi. Gấu, rất nhiều gấu, tôi không có con nào ở nhà cả. Một cái đàn piano bao phủ bởi bụi, nó nhìn rất là cũ. Thứ gì được viết ở trên cái bản nhạc. Cái nào là cái người tốt, cái kẻ nào là xứng đáng ở đây? Mình phải tìm được cái gấu thật với gấu là dối à? Tại sao? Có gì ở đây cả? Từ đô tới đi hay chơi nhịp điệu hoa nhân tạo hàng ngang ta kết giữ cái đường thẳng giữa đường thẳng. Ok, có vài cuốn sách về đàn piano đây, có mảnh giấy mắc kẹt bên trong. Tô đô thứ rê rê thứ f f thứ g thứ gì đây, làm gì có f thứ ở đây? Cái này lỗi à? Mình khẳng định không có ép thứ. Đúng không? Vậy như là nó đại diện cho những cái đàn phím đàn piano đen và trắng. Mình biết cái này. Chìa khóa với cả cái dấu khăng là màu đen và những cái đống còn lại là màu trắng. C tương đương với cả nút đô. Đấy á, nếu mà bạn tưởng tượng là piano này, nốt đô là màu trắng này, thì đô thứ sẽ là màu đen này, rê sẽ là màu trắng này, rê thứ sẽ là màu đen này, xong rồi đến
đến E mi rồi đến fa fa thứ rồi đến la à đến son son thứ la la thứ si thứ tư mình nhớ nhầm. Giờ mình sẽ phải làm gì đó đây à? À không, nó ở đây chứ không phải là không nên ở đây. Mình có học mình học theo kiểu học chay thôi, mình học không có giáo viên nên này. Oh, có thể mở được cái cửa. Có C, C không phải. Ok, mình đúng rồi. Mình lúc đầu mình cũng kiểu thấy hơi lạ ở trong đấy rồi. Mình nhớ là không có một cái đấy. Cái đồng hồ, cái kim đồng hồ bắt đầu di chuyển. Có một cần gạt ở phía dưới cái đồng hồ nên nó chỉ... Ui cái gì đấy? Mình không thể mở nó. À. Oh. Đây mình đi vào kia mình bị xiên đúng không? Nhận được cái chìa khóa vòng trẻ em. Nhận được một cái đồng tiền vàng. Mình nghe thứ gì đó cửa mở. Cửa phía này à? Xem vào đây, xem vào đây. Rồi. Đi vào đây không? Không. Phòng dưới này à? Phòng này. Phòng này à? Rồi. Cái cửa đã mở. Có một cuốn sách về chuyện cổ tích. Một cái búp bê của thỏ. Một số 1 ở phía đằng sau búp bê màu xanh. Số 4 đằng sau phía búp bê màu xanh nước biển. Tức là 1 và 4. 4. 5 đằng sau búp bê màu đỏ. À, 9 đằng sau búp bê màu vàng. Tức là 5, 9. 5914 à? 4159 5914 4159. À, 5914159. Một lần sau phía con mù xanh. 4 đằng sau thì vẫn màu xanh nước biển. Số 5 đằng sau có màu đỏ. À 59 5914. Nhà mình có vài vấn đề ấy mà. Ra tiếp tục. Mở rèm ra chứ. Có. Cái cửa có tờ giấy phía cho nó ở bên cạnh thì rõ ràng. Cửa. Có giấy mắc ở trong đấy, tại sao mình không lấy được? Mình thử đổi tựa nào. 1 4 5 9. Năm đằng sau màu đỏ, 9 đằng sau màu vàng.
vô lý nhỉ. Em biết phải làm gì. Nhật ký. Ngày tháng 5, tháng ngày 5. Mình chỉ bị rời về đây ngày mai. Thứ kỳ lạ là mình không cảm thấy không thoải mái. Kể khi mình tiếp tục sống ở đây thì không ai chú ý đến mình cả. Mình được đối xử như một thứ vật thừa thãi. Thay vì ở đây thì rời đi có lẽ là sẽ một cái kiểu hạnh phúc dành cho mình. Nhưng có người đây cũng sẽ nghĩ như vậy. Mẹ sẽ không bao giờ phải thất vọng về mình nữa. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào thì bà ấy là người duy nhất thân thuộc với mình. Nên khi nào bà cần mình cần phải ở với bà ấy. Mẹ, người thực sự cần con không? Ta có là một là ở phía con sông là cây, bốn là kia, bốn là con nước biển, còn năm là ở phía từ từ nếu mình đọc ngược lại đúng không, nếu phía sau lưng ý bạn nhìn xuống dưới thì nó sẽ là từ từ nhìn ngược lại nó cũng thế thôi mà. Chín ở màu vàng, năm ở màu đỏ. Chín vàng, năm đỏ. Chín vàng, năm đỏ. Năm chín một bốn mà. Một bốn năm chín. Được. 59 và 4 không được rồi. Giải đồ cực mạnh. Được. 4195 á. Cứ thử đi, đằng nào cũng chỉ có 4 con số thôi mà. Một bốn chín năm á. Không có đáp án. Không đúng. Căng nhỉ. Tìm được đáp án rồi cái này. Nghĩ một lúc đi. Nó ở phía đằng sau ấy kia. Liệu nó có thành cái gì. Chả biết được. Một lúc mình cũng không muốn thử cái luôn. Đổi thứ tự tiếp nào. Được. What the f... Có hiểu nhỉ? 1549. Được. 4165. 16. Được đổi 9 thành 6 á. Đúng, nếu mà xem ngược lại nó cũng thành thế thật. Nhưng mà 5, 6 5, 6 1, 4 à. 5 6 1 4. Không đúng. 5 thành 2 á. Không đúng. Đống của tôi nó khó khăn quá. Tại sao tự dưng mình phải giải. Mình giải đống cái khó khăn thì được. Nhưng mà giải cái này không giải nổi. Đã hiểu được. Chết mất.
sao nhỉ? Mọi người giải đố cùng mình đi. Bạn nào nghĩ ra đáp án vậy giỏi. Có ý gì không chứ? Có. Mình lục hết cả phòng rồi. Bạn nào lên xem walkthrough cho mình đi. À, từ từ. Có vài cuốn sách cho trẻ con. Có 4 cuốn sách ở trong hàng đầu tiên. Từ trái qua phải. Tên rằng là Bleak House, Remembrance of Things, từ giờ đến ngờ vĩ đại và năm của kia. Thế liên quan gì? Liên quan gì vậy? Mình vừa gọi đây chắc là hình duy nhất đấy. Bốn năm một chín á. Ơ thật đấy. À chấm. Sao lại thế nhở? What? Tức tử. Cảm ơn bạn nhá. Nhưng thực sự mình vẫn không hiểu lắm. Nó một ở cái màu xanh nhá. Bốn là cái màu xanh nước biển nhá. 5 ở đây, 9 ở đây nhá. Mình thực sự không hiểu lắm. Bắp. Não mình không đủ to. Xin lỗi. Ok. Giải đố 100. Tôi lúc tôi tự hỏi. Đây. Coi mày đây. Bạn thấy những cái tiêu số của mình chưa? Thật tuyệt vời, cảm ơn bạn. Để trao đổi thì cái này là của bạn đây. Thì được cái chìa khóa sân trước. Đó. Cửa đã mở. Ô, cái gì vậy? Sáng thế, nhà hay thế. Có gì đâu, được việc khác ở trên đấy. Trắng, đỏ, vàng. Ôi, du dương thế. Được cái hồ bơi. Cửa sắt đã chặn trên đường. Cần một cái khóa hay là một cái kia? Ôi, trời sáng vậy. Chìa khóa. Cần một khẩu để mở. Thì không biết. Thực sự. Ôi. Mình rất thích cái kiểu này. Có lẽ là mình sẽ kết thúc stream tại đây. Tại vì mình nghĩ là chơi tiếp thì mình cũng sẽ não mình sẽ nổ mất. Tại vì chơi tiếp thì não mình sẽ nổ thật mất thật. Thế nên là hẹn gặp lại các bạn vào stream ngày mai vào khoảng 9 giờ tối một lần nữa. Nếu bạn nào quan tâm theo dõi game này, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye.